Trân trọng kính chào quý vị. Quý vị đang đến với bản tin 11:30 của báo Người Lao Động. Hôm nay thứ năm, ngày 31 tháng 8, kính mời quý vị cùng lắng nghe những thông tin đáng chú ý ngay sau đây. Kỷ niệm 78 năm Quốc khánh, ngày 2 tháng 9 năm 1945, ngày 2 tháng 9 năm 2023. Sáng nay, đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặt vòng hoa và dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Với lòng biết ơn vô hạn, các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, anh hùng giải phóng dân tộc. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Cách đây 78 năm, ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nay là nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Kỷ niệm 78 năm Quốc khánh là dịp để mỗi người dân, cán bộ, chiến sĩ ôn lại truyền thống, nâng cao nhận thức, hiểu rõ hơn giá trị về sự hy sinh cao cả của các thế hệ cha anh đi trước, nhận thức đầy đủ trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong việc vận dụng và phát triển những bài học kinh nghiệm quý giá vào sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Thưa quý vị, sáng nay, đoàn đại biểu Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên làm trưởng đoàn đã đến dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 78 năm ngày cách mạng tháng 8, 19 tháng 8 năm 1945, 19 tháng 8 năm 2023, Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ngày 2 tháng 9 năm 1945, ngày 2 tháng 9 năm 2023 và 78 năm ngày Sài Gòn khởi nghĩa giành chính quyền, ngày 25 tháng 8 năm 1945, ngày 25 tháng 8 năm 2023. Tại đây, các đại biểu đã tưởng niệm, bày tỏ lòng tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, người suốt đời hy sinh cho sự nghiệp cách mạng, cho độc lập dân tộc, cho cuộc sống ấm no hạnh phúc của nhân dân. Trước đó, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, đoàn đại biểu thành phố Hồ Chí Minh đã thành kính dâng hoa, dâng hương lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tiếp đó, đoàn đại biểu thành phố Hồ Chí Minh đã đến dâng hương, dâng hoa Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại phòng tưởng niệm Tôn Đức Thắng. Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 7 giờ sáng nay, vị trí tâm bão Sao La ở vào khoảng 21,1 độ vĩ Bắc, 118,2 độ kinh Đông, trên vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông, cách Hồng Kông, Trung Quốc khoảng 470 km về phía đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15 đến 16, giật trên cấp 17, di chuyển theo hướng tây tây bắc, tốc độ khoảng 10 km/h. Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây nam, mỗi giờ đi được 5 km, cường độ có khả năng giảm dần. Dự báo do tác động của bão, trên vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió bão mạnh cấp 9 đến 10, sau tăng lên cấp 11 đến 13, vùng gần tâm bão cấp 14 đến 16, giật trên cấp 17, biển động dữ dội. Vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét, vùng gần tâm bão từ 8 đến 10 mét. Mưa dông và mưa lớn cục bộ ở khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, cấp 1, người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp, đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Thưa quý vị, giá vàng hôm nay tiếp nối đà tăng trong bối cảnh đồng đô la Mỹ giảm giá rất mạnh, dữ liệu kinh tế Mỹ ảm đạm. Đêm qua, đồng đô la Mỹ mở rộng lộ trình giảm giá đã đẩy giá lên vàng thế giới từ 1.935 đô la Mỹ một ounce lên 1.949 đô la Mỹ một ounce, mức giá cao nhất trong một tháng qua. Đến 6 giờ sáng nay, giá vàng hôm nay của thế giới giao dịch tại 1.944 đô la Mỹ một ounce, tăng 9 đô la Mỹ so với mức giá cùng thời điểm hôm trước. Tại Việt Nam, giá vàng trong nước sáng nay đi lên theo đà của giá vàng thế giới, dù mức tăng chậm hơn. Giá vàng SJC được các doanh nghiệp niêm yết mua vào 67,55 triệu đồng một lượng, bán ra 68,15 triệu đồng một lượng, tăng 50.000 đồng mỗi lượng so với cuối ngày hôm qua. Trong khi đó, giá vàng trang sức, giá vàng nhẫn 24K các loại tăng mạnh hơn lên 56,2 triệu đồng một lượng mua vào, 57,3 triệu đồng một lượng bán ra, tăng 250.000 đồng mỗi lượng.
vị đang nghe podcast 11 giờ 30 của báo Người Lao Động. Ngay sau đây sẽ là những tin tức quốc tế đáng chú ý. Tất cả biện pháp trừng phạt của Liên Hiệp Quốc lên quốc gia châu Phi Mali sẽ kết thúc vào ngày 31 tháng 8, sau khi Nga phủ quyết đề xuất gia hạn của Pháp và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Dự thảo của Pháp và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất dự kiến gia hạn cả các lệnh trừng phạt và nhiệm vụ của nhóm chuyên gia Liên Hiệp Quốc chịu trách nhiệm giám sát Mali lần lượt đến tháng 8 và tháng 9 năm 2024. Dự thảo nhận được 13 phiếu thuận trong Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc nhưng thất bại vì Nga phủ quyết, Trung Quốc bỏ phiếu trắng. Hội đồng cũng bác bỏ dự thảo thay thế của Nga, theo đó sẽ chấm dứt nhiệm vụ của nhóm chuyên gia ngay lập tức và gia hạn các biện pháp trừng phạt thêm 12 tháng cuối cùng. Nhật Bản bỏ phiếu chống và 13 thành viên khác bỏ phiếu trắng. Đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc Vasily Nebenzia nói rằng dự thảo của Nga có tính đến quan điểm của các thành viên Hội đồng châu Phi, rằng các biện pháp trừng phạt vẫn có hiệu lực trong một thời gian nhằm thúc đẩy việc thực hiện thỏa thuận hòa bình. Bên cạnh đó, theo ông Nebenzia, dự thảo Nga cũng không biến thành một công cụ gây áp lực ảnh hưởng đến tiến trình chính trị trong nước ở Mali. Thưa quý vị, chỉ huy Anton Zelizarov, người được biết đến với biệt danh Lotus, có thể đã trở thành người đứng đầu mới của công ty quân sự tư nhân Wagner. Tờ Express Anh ngày 30 tháng 8 đưa tin ông Anton Zelizarov được chọn để nắm quyền kiểm soát tập đoàn Wagner sau cái chết của cựu thủ lĩnh Yevgeny Prigozhin. Cựu sĩ quan lính dụ Nga này sẽ nắm vai trò thủ lĩnh không chính danh của Wagner trong giai đoạn này. Bên cạnh đó, vào ngày 30 tháng 8, ông Anton Zelizarov đưa ra một tuyên bố trên Telegram dường như xác nhận việc giữ vị trí người đứng đầu tập đoàn Wagner. Ông Anton Zelizarov, 42 tuổi, từng là chỉ huy cấp cao và là một trong những nhân vật chủ chốt thuộc cơ cấu của Wagner. Trước khi gia nhập tập đoàn lính đánh thuê này vào năm 2016, ông Zelizarov từng phục vụ trong lực lượng vũ trang Nga. Từ năm 2022, ông đã tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, chịu trách nhiệm công tác chiến đấu và huấn luyện các thành viên Wagner. Trước đó, ông ta từng tham gia các hoạt động quân sự tại Syria, Cộng hòa Trung Phi, Libya và Belarus với tư cách là chỉ huy thuộc Wagner. Ông Anton Zelizarov được cho là đã tham gia vào một số cuộc giao tranh ác liệt nhất trong xung đột ở Ukraine và đóng vai trò dẫn đầu trong chiến dịch tấn công thị trấn chiến lược Soledad, một cứ điểm quan trọng trong cuộc xung đột tại Donbass, kéo dài 5 tháng. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục 11 giờ 30 ngày hôm nay. Ekip thực hiện chương trình, Ngọc Lý, Minh Diễm và Quốc Thắng xin được chân thành cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.